Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa Ford Everest 2008. Với cái dòng lốc này thì nó sẽ sử dụng là dòng sản phẩm của HCC Hàn Quốc. Mã OEM của nó là UB2C gạch ngang 61450. Đây chính là cái lốc của con Everest. Đây. Cái dòng Everest này thì nó có một đặc điểm rất là dễ nhận biết so với dòng Wrangler, đó chính là cái bully line dây cua đua của nó sẽ là bản một rãnh bản B. Đây, cái bully của nó sẽ đua ra hơn một chút so với Wrangler. Đây chính là cái mặt hít của nó này. Đối với đời mặt hít này thì nó là ba chấu này. Đây, anh em có thể nhìn thấy không ạ? HCC này. Đây là cái mặt bích để chúng ta bắt bích ra phía co ngoài để chúng ta bắt một đường cao, một đường hạ. Đời thân lốc này chúng như anh em thợ hay thường gọi thông thường đó là đời thân lốc tròn. Vì sao lại gọi là thân lốc tròn? Bởi vì là cái thân này nó tròn, nó không vuông như của dòng Hyundai. Và lốc được bắt vào với lốc máy qua 4 chân, 2 chân dưới và 2 chân trên. Đây ạ, một chân dưới mặt bích này, một chân phía trên và 2 chân ở phía dưới. Lốc được lắp ghép với nhau qua 3 bộ phận: phần đuôi, phần giữa và phần đầu, như chúng ta hay còn gọi là phần đầu lốc này. Đây là phần cổ lốc đấy ạ. Và để phía đây là phần đuôi. Ở bên trong thì cũng có bao gồm có các bít tông và phanh. Cùng với đó có cả dầu nữa để giúp cho lốc vận hành được trơn tru. Đây, chúng ta cùng nhìn sơ qua một lần nhé. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Ford Everest. Anh em quan tâm tìm hiểu hỗ trợ tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.